Mến chào quý khán giả đang đến với chương trình Thời sự TV, kênh cập nhật liên tục và nhanh nhất. Lộ diện hung thủ trong vụ án mạng tại bãi rác lớn nhất Nghệ An. Sau khi gây án, Tuấn đã chạy lên đồi gần hiện trường hòng trốn thoát. Tuy nhiên, lực lượng công an nhanh chóng triển khai các tổ công tác bao vây, tóm gọn đối tượng. Phòng cảnh sát hình sự PC02, công an tỉnh Nghệ An đang hoàn thiện các tài liệu, chứng cứ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Chí Tuấn, sinh năm 1994 chú xã Hưng Đông, thành phố Vinh, về tội giết người. Như đã đưa tin, vào khoảng 15 giờ 30 ngày 3 tháng 3, tại khu vực bãi rác của xí nghiệp khu liên hợp xử lý chất thải rắn thuộc xã Nghi Yên, huyện Nghi Lộc, Nghệ An, xảy ra mâu thuẫn đánh nhau giữa người lái xe ô tô chở rác với người nhặt rác là anh HST, sinh năm 1984, trú tại xã Nghi Yên, huyện Nghi Lộc. Vụ việc khiến anh T tử vong, đối tượng sau khi gây án nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường. Nhận được tin báo, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo công an tỉnh Nghệ An, phòng BC02, công an thành phố Vinh, công an huyện Nghi Lộc cùng các đơn vị liên quan nhanh chóng vào cuộc điều tra làm rõ. Từ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan công an xác định đối tượng gây án là Nguyễn Chí Tuấn. Sau khi gây án, Tuấn đã bỏ trốn lên khu vực đồi phía sau xí nghiệp khu liên hợp xử lý chất thải rắn. Ngay sau đó, lực lượng công an nhanh chóng triển khai nhiều tổ công tác bao vây, chốt chặn các hướng ra vào khu vực, từ đó khép vòng vây, truy bắt đối tượng. Đến 18 giờ cùng ngày, cảnh sát đã bắt giữ thành công đối tượng Nguyễn Chí Tuấn, thu giữ một chiếc kéo là hung khí đối tượng sử dụng để gây án. Tại cơ quan công an, Tuấn khai nhận do một thuẫn cá nhân bột phát trong quá trình lái xe chở rác vào đổ khu vực xử lý rác thải tại xã Nghi Yên, nên đã dùng chiếc kéo có sẵn trong cabin xe đâm vào cổ anh HST làm nhận nhân tử vong ngay sau đó. Vụ án mạng đang được phòng PC02 Công an tỉnh Nghệ An hoàn thiện các tài liệu, hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật. Thương lái ngừng mua hải sản xuất khẩu sang Trung Quốc khiến giá hải sản giảm giá hàng loạt. Trong đó, tôm hùm và cua biển là hai loại hải sản giảm sâu nhất và chưa có dấu hiệu ngừng lại. Cụ thể, tôm hùm xanh với giá chỉ 175.000 đồng một con, nếu mua cả kg chỉ có giá từ 650 đến 800.000 đồng một kg, trước Tết là 1,2 triệu đồng một kg. Ngoài tôm hùm thì cua biển cũng đang có giá rẻ bằng một nửa so với một tháng trước đây, Giá cua cạch hiện tại chỉ còn 599.000 đồng một kg, giảm quá nửa. Lý do hạ giá là hơn 10 ngày không xuất khẩu được, nếu không bán nhanh, tôm cua sẽ bị ọp và chết. Theo Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn, tính đến ngày 1 tháng 3 năm 2022, tổng lượng xe chờ xuất khẩu tại các cửa khẩu trên địa bàn của tỉnh là 1.493 xe. Bộ Giao thông Vận tải vừa yêu cầu các địa phương, đơn vị đẩy nhanh tiến độ dán thẻ thu phí điện tử không dừng. Theo đó, yêu cầu Tổng cục Đường bộ Việt Nam ra soát, dán thẻ định danh toàn bộ các phương tiện ô tô thuộc vi phạm quản lý, vận động các cán bộ, công chức, viên chức người lao động gương mẫu dán thẻ định danh đối với các phương tiện cá nhân để tham gia dịch vụ thu phí điện tử không dừng ETC, bảo đảm không sử dụng hình thức thu phí thủ công kể từ ngày mùng 1 tháng 6 năm 2022 bên cạnh đó tổng cục đường bộ triển khai thí điểm chỉ thu phí etc tại tuyến cao tốc hà nội hải phòng phối hợp với các nhà cung cấp dịch vụ tuyên truyền tổ chức gián thẻ định danh cho phương tiện tại các trạm đăng kiểm đồng thời đồng bộ chia sẻ dữ liệu các phương tiện với tổng cục đường bộ việt nam và các nhà cung cấp dịch vụ để hỗ trợ quá trình vận hành hệ thống thu phí etc Một đối tượng xông vào một ngân hàng thuộc phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, dọa mang theo bom để cướp nhưng đã bị cơ quan công an bắt ngay sau đó. Vào khoảng 14 giờ ngày 4 tháng 3, tại một ngân hàng ở Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, đã xảy ra vụ việc một nam thanh niên mang bom đến dọa cướp ngân hàng. Nam thanh niên đã ba lô dọa đang mang theo hai quả bom, nếu không đưa tiền sẽ cho nổ banh xác. Sau một hồi chưa thực hiện được cướp tiền, còi báo động của ngân hàng gieo thì đối tượng bỏ chạy ra đến cổng, đối tượng đã bị lực lượng công an cùng bảo vệ ngân hàng bắt giữ. Đối tượng tên Trần Quang Minh, sinh năm 1986, quê ở quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Đại diện bến xe miền Đông cho biết từ sau Tết Nguyên Tán tới nay thì đơn vị này đã nhận được kê khai điều chỉnh giá cước ở mức khoảng 20% so với trước đây của 11 doanh nghiệp vận tải đang hoạt động tại bến. Theo vị này, trong cơ cấu giá thành vận tải nhiên liệu chiếm từ 25 đến 30%, do đó mức giá nhiên liệu liên tục điều chỉnh tăng thời gian qua đã gây khó khăn cho doanh nghiệp. Thời gian qua, trong khi giá nhiên liệu liên tục tăng, lượng khách sau Tết lại giảm chỉ còn khoảng 40 đến 50% so với cùng kỳ các năm do tác động của dịch Covid-19 nên nhu cầu đi lại của người dân chưa thể phục hồi như trước. Khi các tỉnh thành mở cửa lại sau dịch Covid-19, các doanh nghiệp vận tải vốn không tăng giá để hút khách, nhưng hiện doanh thu từ hoạt động vận tải thấp do khách không có. Chi phí nhân liệu leo thang là các nguyên nhân khiến đơn vị vận tải phải điều chỉnh tăng giá vé. Bộ Y tế nhận định biến thể Omicron có xu hướng gia tăng lây nhiễm nhanh và đang dần thay thế chủng Delta. Tại Hà Nội, 20 trên 30 quận huyện đã ghi nhận chủng Omicron. Bộ Y tế nhận định tất cả địa phương đã chuyển sang trạng thái thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch. Song số mắc mới có xu hướng gia tăng nhanh tại hầu hết tỉnh thành phố với khoảng 50.000 đến 75.000 ca mỗi ngày. Đáng lưu ý, biến thể Omicron có xu hướng gia tăng lây nhiễm nhanh và thay thế dần chủng Delta, nhất là tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Biến thể Omicron đã ghi nhận ở 20 trên 30 quận huyện của Hà Nội. Tại thành phố Hồ Chí Minh, biến thể Omicron chiếm tới 76% số mẫu có kết quả giải trình tự gen. Bộ Y tế cho biết chủng Omicron đang lây lan nhanh, chưa từng thấy. Mới đây, các ngân hàng thương mại và doanh nghiệp viễn thông đã thống nhất phương án thu chọn gói một mức phí cước SMS banking cố định là 11.000 đồng một tháng đã bao gồm VAT và không giới hạn số lượng tin nhắn khi sử dụng các dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt. Về cơ bản, mức giá này dựa trên mức thu khách hàng của đa số các ngân hàng thương mại trước đây nhưng với việc áp dụng phương pháp tính cước mới cũng cùng số tiền này khách hàng sử dụng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt sẽ không phải trả thêm chi phí tin nhắn do không giới hạn về lưu lượng nó thay thế cho phương pháp hiện nay là các ngân hàng thương mại đối soát với các doanh nghiệp viễn thông theo từng tin nhắn dẫn đến phải ban hành nhiều gói cước do sản lượng tin nhắn thấp hoặc cao hơn số thu của khách hàng theo tính toán sơ bộ của Phó cục trưởng Cục Viễn thông Trần Duy Hải, mỗi doanh nghiệp viễn thông sẽ giảm doanh thu của chính dịch vụ này khoảng 20 đến 30% doanh thu tùy từng nhà mạng. Đối với các ngân hàng thương mại thực hiện chỉ đạo của ngân hàng nhà nước, hiện cũng đã giảm giá các dịch vụ liên quan đến hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt. Trong khi đó, những ngày qua giá xăng dầu phi mã kéo theo hàng loạt các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu khác cũng tăng theo như là thịt, rau quả khiến người tiêu dùng không cắt giảm chi tiêu. Xăng dầu tăng giá kéo theo các mặt hàng thực phẩm cũng lên giá tại một số chợ dân sinh Hà Nội, Hải Phòng. Nhiều loại rau củ quả tăng giá như là súp lơ có giá 20.000 đồng một cây, bắp cải là 14.000 đồng một kg, rau thì là tăng đột biến với mức giá là 200.000 đồng một kg. Theo các tiểu thương, giá xăng dầu tăng mạnh, kéo theo chi phí vận chuyển cũng đội lên dẫn đến các mặt hàng tiêu dùng đặc biệt là thực phẩm thiết yếu tăng theo người tiêu dùng vì thế cũng phải thắt lưng buộc bụng để cắt giảm chi tiêu